Con trai gốc Việt của Angelina Jolie làm vệ sĩ, chăm mẹ từng chút. Con trai nuôi người Việt Nam của Angelina Jolie khiến người hâm mộ xúc động khi luôn để mắt và quan tâm mẹ ngay từ những điều nhỏ nhặt nhất. Càng trưởng thành, Bastien càng hiếu thảo, ngoan ngoãn. Bastien, cậu bé gốc Việt đã đổi đời hoàn toàn sau khi được Angelina Jolie nhận nuôi vào năm 2007. Từ một cậu bé mồ côi không cha không mẹ, nguyện quang sáng, Bastien một bước vụt sáng trở thành quý tử nhà sao hạng A Hollywood, sống nhập sang và đủ đầy mà bất kỳ ai cũng mơ ước. Cậu bé nhút nhát Bastien ngày nào giờ đã trưởng thành, chàng trai sinh năm 2003 là người đàn ông chủ cột của gia đình Angelina Jolie khi cô ly hôn Brad Pitt. Ở thời điểm hiện tại, đại nữ Angelina Jolie đang làm việc tại Ý bởi người đẹp đang trong quá trình làm nhà sản xuất, đạo diễn cho bộ phim mới mang tên Without Blood. Đáng chú ý, ngôi sao Maleficent không chỉ có một mình mà còn mang các con theo để trải nghiệm quá trình tạo ra một tác phẩm điện ảnh khó khăn vất vả đến mức nào. Trên phim trường, ba người con của Angelina Jolie, bao gồm Bastien, Maddox và Solot, đều có mặt. Theo báo giới Hollywood, họ vẫn chưa thể chắc chắn được việc Angelina có đưa những nhóc tì còn lại tham gia chuyến đi này hay không. Các phóng viên đã có mặt tại hiện trường bộ phim Without Blood để ghi lại những khoảnh khắc, thước phim đáng giá nhất của bốn mẹ con Angelina Jolie. Đáng chú ý, Bastien là người con quan tâm từng nhất cử nhất động của mẹ nuôi. Chàng trai sinh năm 2003 gốc Việt thường xuyên ôm vai và dành cử chỉ quan tâm, yêu thương mẹ mà chẳng chút ngại ngùng trước ánh mắt, ống kính của mọi người xung quanh. Bastien luôn là người đi sau mẹ và chàng trai này để tâm đến những chi tiết nhỏ nhất của Angelina Jolie. Chàng trai 19 tuổi đích thị là một người con ngoan hiếu thảo, luôn bảo vệ mẹ khi sẵn sàng trở thành vệ sĩ không công cho Angelina. Cư dân mạng sau khi nhìn thấy sự quan tâm của Bastien dành cho Angelina Jolie đã bày tỏ niềm xúc động ngập tràn. Có người cho rằng nữ diễn viên sinh năm 1975 dù không may mắn, hạnh phúc trong tình yêu nhưng luôn được 6 người con yêu thương và quan tâm hết mực. Sau khi ly hôn Brad Pitt, cả 6 người con bao gồm 3 người con ruột và 3 người con nuôi của Angelina Jolie đều ở cùng nữ diễn viên sinh năm 1975. Angelina Jolie đã chăm sóc nuôi nấng Bastien như con đẻ của mình. Đại nữ Hollywood chia sẻ với giới truyền thông rằng Bastien tuy xa quê hương Việt Nam đã lâu nhưng vẫn luôn nhớ về cội nguồn. Thậm chí Bastien còn treo quốc kỳ Việt Nam trên đầu giường để thể hiện niềm tự hào đối với nơi mình sinh ra. Angelina cũng tạo điều kiện cho con nuôi được học tiếng và văn hóa của người Việt. Nhờ sự yêu thương và giáo dục của Angelina Jolie, Bastien đã tách kén, chàng trai 19 tuổi không còn nhút nhát như trước mà trở thành một người luôn xuất hiện trước chốn đông người và ống kính máy ảnh một cách tự tin. Bastien quả thật là một người con hiếu thảo, ngoan ngoãn khi quan tâm tới mẹ Angelina Jolie từng chút một. Thật mong cho người đàn ông trụ cột chuẩn bị bước sang tuổi 20 của gia đình Angelina sẽ ngày càng trưởng thành trong suy nghĩ và luôn là chỗ dựa tinh thần của mẹ. Bạn nghĩ sao về điều này? Hãy chia sẻ với chúng tôi ngay nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.